Câu hỏi số 5 trong bài học này là: theo lý thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của obitan nguyên tử được mô tả bằng hình gì? Chúng ta đã biết là obitan là cái vùng không gian mà ở đó xác suất bắt gặp electron là lớn nhất. Thế thì có hai cái loại obitan phổ biến nhất là loại obitan s thì nó có dạng hình cầu. Với tâm của hình cầu này cũng chính là tâm hạt nhân nguyên tử, chính là hạt nhân nguyên tử. Và cái loại obitan phổ biến thứ hai là cái obitan p. Thì hình dạng của nó có dạng hình số 8 nổi. Tức là nó có dạng giống như hình số 8 nhưng theo không gian 3 chiều.